Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018 và là model 2019 rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 36 km, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và cái đồng hồ 36 km này chúng tôi cam kết là chuẩn nhá, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng ạ. Và với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Nguyên bản từ dàn lốp luôn quý bạn nhé, cả 4 lốp Michelin này là còn nguyên bản, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 545 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi, thủ tục và nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium model 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Ford EcoSport 2019 phiên bản Titanium này quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì mời quý vị và các bạn xem về cái phần thân vỏ cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe. Thì quý vị bạn cũng biết đây ạ, nhìn qua về bên ngoài thì quý vị và các bạn cũng thấy được là nước sơn còn rất là đẹp, sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều vì chiếc xe này mới chạy rất là ít thôi, sản xuất cuối năm 2018 nhưng mà phiên bản này là phiên bản 2019, form 2019 rồi quý bạn nhé. Và mới lăn bánh được có 36 km thì là nó còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, thân vỏ này còn rất là đều, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nhìn từ bên ngoài này thì quý bạn thấy được là cái nền nó rất là phẳng, rất là căng vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, những cái nước sơn ở cánh cửa là còn zin này, còn nguyên bản đấy quý bạn nhé. Chỉ có sơn ở những cái phần đầu, phần ba đờ sốc thì ra là ít thôi ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản, sơn nguyên bản, còn zin còn rất là đẹp đây quý bạn nhé. Đấy, và nhìn về cái phần đầu này thì quý vị bạn thấy được luôn đấy ạ. Form 2019 nó khác ở cái form 2018 một chút quý bạn nhé. Đấy, cái logo của nó được đặt ở chính giữa cái mặt ca lăng. Còn nếu như form 2018 thì nó đặt sát lên trên mép capo đấy ạ. Đấy, và cụm đèn pha rất là mới đấy ạ. Từ cụm đèn pha cho đến đèn gầm đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Còn rất là mới, rất là bóng đấy ạ. Đấy, cụm đèn pha này, cụm đèn gầm này, rất là mới, rất là đẹp. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy. Và ở cái phiên bản này là cái phiên bản Ford EcoSport. Ford EcoSport phiên bản Titanium đây quý bạn nhé. Nhìn về phía sau thì quý vị các bạn thấy được là cái cụm đèn sau này cũng còn rất là đẹp này, chưa có bị xước sát gì cả. Đấy, đây là cái cụm đèn sau, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả. Lốp treo lưng phiên bản 1.5 Titanium quý vị bạn nhé. Đấy, và nhìn từ cái ba đờ sốc sau này thì quý vị bạn cũng thấy được là xe cũng đã được trang bị cảm biến lùi, camera lùi. Đấy, camera lùi, cảm biến lùi. Và đây là cái khóa mà chủ xe khóa ở cái ốp cốp sau đây quý vị bạn nhé. Chống trộm của cái ốp cốp sau này. Rất là mới, rất là đẹp. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất cung cấp đây quý bạn nhé. Đấy, rất là hấp dẫn. Phiên bản này là phiên bản 1.5, động cơ 1.5 số tự động và chỉ 6,17 lít.
cho 100km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì lên đến 8,14 lít cho 100km quãng đường. Nhưng nếu chạy ở ngoài đô thị chưa đến 5 lít quý bạn ạ, chỉ có 4,96 lít cho 100km quãng đường ngoài đô thị thôi. Rất là hấp dẫn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Trong cái lúc giá xăng tăng cao như thế này thì với những chiếc xe mà tiết kiệm nhiên liệu như chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium này thì chạy rất là hiệu quả và rất là nhiều người thích đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2018 đấy, và form 2019, cuối năm 2018, nhưng lốp còn nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Lốp này là sản xuất cuối năm 2017 này, phụ tùng là sản xuất trước nhé. Sản xuất là tuần thứ 46 năm 2017 và cái dàn lốp Michelin này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn này. Đấy, 3.6 km cho nên là cái lốp còn rất là dày. Đây, lốp Michelin. Đấy, lốp Michelin này còn rất là dày, nguyên ta lông này. Đấy. Và cái đết lốp này đây, đều tuần 46 năm 2017 quý bạn nhé. Tức là cái dàn lốp này sản xuất cuối năm 2017, xe được sản xuất cuối năm 2018 quý vị bạn nhé. Đấy, 2017 đây này. Cả dàn lốp luôn ạ. Cả dàn lốp Michelin này là còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Tôi sẽ cho quý vị bạn xem. Đấy, 2017, cả dàn lốp là sản xuất tuần thứ 46 năm 2017. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chúng tôi mua về là chỉ có mới đánh bóng đi thôi, đánh bóng và dọn dẹp đi thôi. Cho nên quý vị các bạn mua chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Và chiếc xe này full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, còn đang có phiếu nhắc lịch hẹn ở trong xe luôn đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, quý vị bạn thấy đấy ạ. Không phải nói nhiều mà nhìn trực tiếp bằng hình ảnh đây, ngoại thất thì rất là ok rồi. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Đây là về cái phần keo chỉ này. Tất cả phần trên này nó không có keo chỉ thôi chứ không có keo. Còn dưới này thì có cả keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này là còn nguyên hết quý vị bạn nhé. Riêng về cái phần tai nạn đâm đụng ngập nước gì đấy thì chúng tôi cam kết rồi quý bạn ạ, chúng tôi không mua những chiếc xe lỗi như vậy đâu. Chúng tôi bán là tại cửa hàng, có cửa hàng, cho nên là chúng tôi bán lấy uy tín, phải bán những chiếc xe còn nguyên bản như này. Để ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết quý vị bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Tất cả là còn phải nguyên bản và đẹp như này đây ạ. Quý vị bạn xem là cái má ghế này thì quý bạn biết được là nó còn đẹp còn mới hay không đây ạ. Từ cái má ghế nhá, còn mới như này đây ạ. Cả bộ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe đây ạ. Cửa nóc này, trần này rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Đấy, đây là về cái phần đằng trước. Phiếu nhắc bảo dưỡng đây ạ, chủ xe toàn làm ở trong hãng đây quý vị bạn nhé, cho nên là chiếc xe này full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng đấy. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Keo chỉ cũng như vậy luôn đấy, keo chỉ là còn nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả nhé. Và cái lót sàn này thì quý vị bạn thấy được đấy, chủ xe cũng đã lót sàn 5D, rất là đẹp, rất là sạch sẽ, rất là sang. Bộ ghế này cũng còn nguyên bản và chạy rất là ít quý vị bạn ạ. Nhìn cái ghế này thì quý bạn thấy được là ngồi nhiều hay ít ạ. Không phải tả nhiều, không phải nói nhiều, quý vị bạn nhìn trực tiếp hình ảnh này thì quý vị bạn biết được luôn nhé. Đấy, cái ghế này rất là mới luôn đấy ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong nhé. Đằng sau cũng đã được trang bị cả cái khóa thông trung tâm này, ngồi đằng sau có thể bấm mở được rồi. Đấy. Và trước tiên thì tôi cứ bật cái đây, khóa thông minh start top. Đấy, khóa thông minh start top nha. Đồng hồ công tơ mét. Đây, màn hình trung tâm tích hợp camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, đồng hồ công tơ mét kia quý vị bạn, chiếc xe chạy được 36.914,5 km kia. Đấy, đồng hồ này là chúng tôi cam kết là chuẩn nhá, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy, vô lăng bọc da còn rất là đẹp đấy ạ. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn phải xem cả cái vô lăng này này. Đấy, vô lăng này và cần số này. Đấy, những cái này là
cứ lên xe là bao giờ phải động vào, cho nên là dù chạy nhiều hay chạy ít là quý vị bạn căn cứ vào đây nhá, chứ căn cứ vào cái đồng hồ thì cái đồng hồ kia là rất nhiều xe tua được đồng hồ quý vị bạn ạ. Phải xem được cái vô lăng nó đẹp như này. Đấy, vô lăng nó còn mới như này này. Đấy, quý vị bạn thấy vô lăng còn nguyên nhá, mới và chưa làm lại nhá. Chứ mới mà làm lại thì là chạy quá nhiều rồi. Đấy, vô lăng cần số đều đẹp như này là ok hết luôn. Đấy, điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động rồi nhá. Cửa nóc. Đấy, cửa nóc này. Nỉ trần rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nỉ trần này. Phần nỉ, phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, một chiếc xe mới lăn bánh được hơn 3 vạn thì nó phải đẹp như này đấy ạ. Chứ còn nếu như mà đồng hồ mà tua về rồi thì nó không đẹp được như này đâu quý vị bạn nhé. Quý vị bạn đi xem xe, tham khảo xe, xem về chất lượng, tham khảo về chất lượng. Phải xem được tất cả những cái nội thất ở trong xe đây này. Nhìn đồng hồ mà ít, mà nội thất mà xấu, mà nhàu, mà nát thì chắc chắn là đồng hồ không chuẩn rồi. Đấy, còn đồng hồ vô lăng cần số mà đẹp như này, và cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết là chuẩn rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe nhé. Ở cái phiên bản model 2019 này rồi thì chỉ việc bấm đây là mở cốp này. Còn ở phiên bản 2018 thì bấm đây lại còn phải bấm cả trong nữa cơ. Còn đây là chỉ bấm đây này, cốp mở, kéo ra thôi. Đấy, nó khác ở phiên bản 2018. Và đây quý vị bạn nhé, phần trên này là cái phần chỉ này. Trên phần trên này thì nó không có keo, chỉ có chỉ không như này thôi. Đấy, còn phần dưới này, bắt đầu dưới này là có keo này. Keo này thì chúng tôi cũng cam kết là còn nguyên bản luôn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Còn nguyên bản hết này. Từ những cái ốc bản lề, ốc bản lề cánh cửa này là còn nguyên hết luôn. Cam kết là không bị va chạm gì cả. Đấy, và đằng trong này quý vị bạn xem, từ những cái phần trần này, phần nhựa còn mới như này này, phần nỉ trần này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đấy, những cái chắn đồ này cũng còn mới tinh luôn quý vị bạn ạ. Đấy, đằng sau này mới tinh. Và hơn nữa là đằng sau này chủ xe cũng đã lót sàn 5D. Đấy, lót sàn 5D cho nên là cái phía bên dưới này thì gần như là còn mới này. Đấy, phía dưới này là gần như còn mới tinh hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, bên dưới này mới lắm đấy. Chủ xe rất là cẩn thận, lót sàn 5D hết cả rồi, cho nên là rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 2019. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc bản lề này còn nguyên hết. Đấy, từ những cái ốc bản lề này là còn nguyên hết này. Nội thất rất là mới, rất là đẹp này. Lót sàn sạch sẽ và sang trọng này. Đấy, từ những cái phần ghế này, phần ghế da cho đến những cái phần trần, nỉ trần rất là đẹp, rất là mới quý bạn ạ. Mới lăn bánh được 3,6 vạn chuẩn thì nó đẹp như này đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này. Khóa thông minh là nó bấm tay mở cửa đây này. Đấy, keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết luôn này. Đấy, tôi quay rất là chi tiết cho quý vị bạn cùng xem nhé. Để những khách hàng ở xa chưa có thể xem trực tiếp được thì quý vị bạn xem video này cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe rồi. Đấy, táp lô này rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Vô lăng này mới tinh luôn đấy ạ. Vô lăng cần số đều mới như này đấy ạ. Đấy, thì quý vị các bạn xem là đồng hồ nó có chuẩn hay không nhá. Đấy, vô lăng cần số đều mới tinh như này đấy ạ. Đấy, vô lăng cần số cho đến cái nội thất ghế da này. Đều rất là mới luôn đấy ạ. Đây là cái bề ghế bên phụ này. Bên phụ này cũng không có người ngồi mấy cho nên là ghế da nó mới mới như này đấy. Những cái này là cái bẩn thôi, tôi vừa mới bám tay vào là mồ hôi nó ra. Đấy, cửa nóc này, trần này, nhựa này, nỉ các thứ này đều mới tinh hết luôn quý vị các bạn nhé.
Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo trước đã nào. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản đây này, chưa có một cái vết tháo nào quý bạn nhé. Keo chỉ cabo này còn nguyên bản hết luôn. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Tôi quay rất kỹ này, rất chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để thấy được là nó còn nguyên bản như này đấy ạ. Đấy, đây là cái tem này, tem cabo này, tem dập chìm như này, còn nguyên bản này. Đó. Keo chỉ cabo này còn nguyên hết này. Ốc cabo còn nguyên, quý bạn xem này, từ những cái tấm chắn nóng này, tấm chắn nóng của trên cabo này cũng rất là mới này. Đấy, tấm chắn nóng rất là mới nhá. Tất cả trong cái động cơ này đều rất là mới luôn đấy ạ. Ford cũng đã trang bị cho phiên bản EcoSport Titanium 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít và chỉ có 4,9 lít cho 100 km quãng đường trường thôi quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này quý bạn ạ. Động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, cho nên là quý vị và các bạn này, yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi ạ. Và cái về cái động cơ này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là nó còn nguyên bản đấy ạ. Từ những cái ốc chân máy đây quý bạn này, ốc chân máy này vẫn còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Ốc chân máy này rồi đến những ốc mặt máy này còn nguyên bản hết đây quý bạn nhỉ. Ốc chân máy này, ốc mặt máy này nguyên bản hết. Đấy, về cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, còn nguyên bản, về động cơ còn nguyên bản quý bạn nhé. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium model 2019 này rồi. Thì chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 545 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị và bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 888 3 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.